Hiện nay tỷ lệ người mắc ung thư ở nước ta rất cao và đang có chiều hướng ngày càng gia tăng. Những dạng ung thư dễ mắc phải và có tỷ lệ cao đó chính là ung thư gan. Hiện nay thì thuốc hỗ trợ điều trị ung thư gan rất ít và có hiệu quả thấp. Vì vậy, nắm được thông tin cây an xoa chữa bệnh gì là điều vô cùng cần thiết. Giải pháp chọn cây thuốc nam để điều trị ung thư gan được rất là nhiều bệnh nhân áp dụng hiện nay. Hiện nay thì cây thuốc nam có tác dụng hỗ trợ và điều trị ung thư gan tốt nhất đó chính là cây an xoa. Cây an xoa hay còn gọi là cây thâu kén lông. Theo kinh nghiệm của người dân vùng biên giới giáp danh giữa Campuchia và Việt Nam thì những bệnh nhân bị ung thư gan, xơ gan cổ trướng thì dùng cây an xoa sắc nước uống thì sẽ giúp ổn định chức năng gan, tái tạo lại tế bào gan và giúp phục hồi chức năng gan nhanh chóng. Điển hình là ở tỉnh Bình Phước đã có rất là nhiều bệnh nhân ung thư gan giai đoạn cuối, bệnh nhân xơ gan đã khỏi bệnh nhờ cây an xoa. Cây an xoa là một cây thuốc được biết tới và sử dụng trong vài năm gần đây. Vì công dụng của cây thuốc này thì vẫn còn ít người biết tới. Chính vì vậy mà câu hỏi thường thấy của nhiều người bệnh đó chính là cây an xoa điều trị bệnh gì. Và hôm nay ở video này thì tôi sẽ nói rõ về tác dụng của cây an xoa. Tác dụng đầu tiên của cây an xoa đó chính là điều trị bệnh xơ gan, hỗ trợ điều trị bệnh ung thư gan, phục hồi và tái tạo lại tế bào gan, giúp hạ men gan, điều trị vàng da do chức năng gan bị suy giảm. Một số lưu ý cần biết khi sử dụng cây an xoa để làm thuốc thì khoảng 10 ngày đầu khi dùng thuốc thì an xoa sẽ tác dụng vào cơ thể. Bệnh nhân thường sẽ cảm thấy cồn cào, khó chịu. Bạn đừng lo lắng, đây là điều chứng tỏ là cây thuốc đã tác dụng vào cơ thể. Đó là cơ chế đào thải độc tố ra khỏi cơ thể của vị thuốc này. Sau khoảng thời gian 10 ngày thì những biểu hiện khó chịu trên sẽ hết và bệnh nhân sẽ dần hồi phục lại sức khỏe. Hiện nay thì tại Thảo Dược Đức Thịnh đang có bán cây an xoa nguồn gốc thu hái từ tự nhiên, rất là sạch và an toàn để sử dụng làm thuốc. Các bạn có thể đến trực tiếp công ty Thảo Dược Đức Thịnh ở địa chỉ là 290 đường Thoại Ngọc Hầu, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh ạ.